Ba đời chư Phật thương tình, trải ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng, tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đảng phá nơi an hòa, sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri con nguyện y vào lời ngài. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn, dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát.
Bồ Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên, quy y Tam Bảo trước tiên Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh. Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bờ nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bán ngã mưu cầu thành cao. Trải thân trong chốn ba đạo, mà không đắm nhiễm xa vào bến mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm trong lặng, phàm phu không phân sang cả hèn ngu. Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ, lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Càng ngăn tri giác nội tâm,
tâm mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải việc tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chánh xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay.
Bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ phiền thân thù hai ngã, con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao bao nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tánh tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật.
Nam Mô Linh Mục Phật. Nam Mô Bổ Phật. Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam Mô Đăng Vương Phật. Nam Mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam Mô Đại Thắng Phật. Nam Mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam Mô Thật Kiến Phật. Nam Mô Kiến Vương Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫn đạo tâm thành sám hối khóc than trong lòng hổ thẹn ngập tràn bởi nhớ chí thành quan sát tội xưa quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua xa chi vui sướng ta bà công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần. Nam Mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Pháp. Nam Mô Tận Hư Không Khắp Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Tăng. Huống chi mạng sống vô tri như đường trường gió trường kỳ lung lay. Vào thai tâm thân tử đại cũng tài đất trôi. Quả báo không liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình. Tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến nay mau. Nam Mô Nam Phương Phổ Mạng Phật. Nam Mô Oai Vương Phật.
Nam mô trụ trì tất hành Phật. Nam mô hạt huệ Phật. Nam mô xưng thân Phật. Nam mô bất yểm kiến thân Phật. Nam mô sư tử thân Phật. Nam mô bậc không kiến Phật. Nam mô khởi hành Phật. Nam mô nhật thiết hạnh thanh tịnh Phật. Nam mô trang nghiêm vương Phật. Nam mô đại sơn vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào trong đời hiện tại, ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan thiên đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan, nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ích gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, dấu ai dấu được mình đâu, càng ham che dấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh, chư tôn hiền thanh hiển linh chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che, nay còn phát một lời thề không còn che dấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tấn Phật. Nam mô Không Tạng Phật. Nam mô Bà
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Đề đầu sám hối Phật tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thế, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng
đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à, con này chỉ thiết khấn cầu Phật tìm con lại dâm mà đầu ăn ấy năn. Nam mô Đông mà Nam Phương Trì Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta không khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh không cho ai thoát mục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về không đường ra khỏi bến mê nay con lợi dụng cần kề chữ con giúp con gội rửa tâm hồn một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu con xin một giả khẩn cầu tiếng tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Nam mô Địa Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu
Nam mô Hạnh Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào trôi lăng sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên, để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn sâu cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên. Con xin sám hối não phiền đã cam anh, hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm oan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la,
hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. 108 có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên nằm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trần sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ
lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi sanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ thai. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyển tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lối ưu phiền đôi khi.
cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng. Thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cường cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biến hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai. Phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây. Con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng. Công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phần. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình. Ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu đàn hiểm hố hang bữa phao. Lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay. Chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời Phật dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mãn công phu chân truyền. Lại còn che giấu
chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dại khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thân hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hạng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cổ Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Vấn Tâm Phật. Nam mô Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn nài ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kêu oán. Đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mình anh. Diêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình
cửa bàn che sương ngân. Người thân cũng chẳng dám đương mình làm mình chịu dễ nhường cho ai, biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phần anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công, này còn sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thay động chứng minh, ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phát nghiệp sân vô minh nên tạo vô từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, hỏng tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, ngã luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, cả ba đời chấp thường chấp đoạn chấp đời tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên, đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đầu sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật.
Nam mô không tăng à Phật. Nam mô vô câu xưng à Phật. Nam mô thành tựu nghĩa à Phật. Nam mô thật thình Phật. Nam mô đại hải Phật. Nam mô vô tận ý Phật. Đế đạo sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phai nhạt lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Nam mô Vô Cấu Quang Phật. Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Tượng Phật. Nam mô Vô Ủy Quang Phật. Nam mô Viễn Ly Chư Ủy Kinh Bồ Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra gốc
gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Si mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Phẩm an toàn mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy chia tâm quỷ tận hư không khắp pháp giới qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chi tâm quỷ tận hư không khắp pháp giới tồn pháp thường trú mười chi tâm quỳ tận hư không khắp pháp giới quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sông ngàn trùng mà đại dương khổ đảo xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi. Niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí
Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thủy những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà, từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng được vãng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vừa khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không, không sắc chẳng hai, này xa lời tự nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắt tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đạo đồng không có trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điềm đạo, xa lìa mong tưởng đau niên bàn, ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề, thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song, hay trừ hết thảy khổ không, phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tân thì nói chủ yết đế ba la yết đế
ba la tăng hiền đế bồ đề ta bà hán. Hiền đế hiền đế ba la hiền đế ba la tăng hiền đế bồ đề ta bà hiền đế hiền đế ba la hiền đế ba la tăng hiền đế bồ đề ta bà hán. Công trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang âm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện ba chương trở phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội chương sáng tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tử Phật thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoàng tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lành, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát, vô lòng thương xót gia hộ chúng con tội.